Có 6 đường chỉ tay này dự báo số mệnh giàu sang, vương giả, số 1 rất hiếm gặp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tài vận của mỗi người sẽ do nhiều yếu tố quyết định, trong đó dữ liệu xuất sinh và đường chỉ tay đóng vai trò khá quan trọng. Có những người vượng vận phát tài từ khi còn trẻ, nhưng có những người tuổi thanh xuân khá chật vật, qua trung vận mới bắt đầu khởi sắc. Đôi khi lại có những người buộc phải nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mới có thể giàu sang, nhưng một khi đã phất, họ sẽ nhanh chóng thay đổi và giàu có hơn người khác nhiều phần. Như vậy, với mỗi người, độ tuổi phát tài sẽ là điểm mấu chốt để khả năng và kinh tế được phát huy và thăng hoa tột độ. Còn các chuyên gia nhân tướng học thì sẽ dựa vào việc xem tướng tay tổng kết ra rằng những ai may mắn sở hữu một trong những đường chỉ tay phù quý sau sẽ có cuộc sống giàu sang, vương giả suốt cả cuộc đời. Vậy đó là những tướng tay nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, vòng đai vua chúa. Trên tay bạn, phía cuối cổ tay có vòng xích sắc đan vào nhau như cái đai. Trong thuật xem tướng gọi là vòng đai vua chúa, người ta cho rằng đây là dấu vết kiếp trước bạn có quyền lực, giàu sang hơn người. Kiếp này, bạn vẫn được thừa hưởng phần nào những đặc ân đó. Cuộc sống của bạn luôn gặp may mắn, tiền bạc không phải là nỗi lo lắng của bạn. Bạn thuận lợi hơn những người khác khi cùng làm công việc và thường thăng tiến nhanh. Nếu hoạt động trong chốn quan trường thì càng phát huy tác dụng vượng phát vốn có của dấu hiệu này. Tuy nhiên, khi xét đường chỉ tay này cũng cần xem cẩn thận vì dễ nhầm với đường chỉ mắt xích, một loại chỉ tay xấu có ý nghĩa giam cầm. Đường vòng đai vô chúa phải rõ nét, sâu đậm, các vòng đan xen đều nhau. Đường tài lộc, đường tiền bạc nằm ở vị trí phần dưới cùng của ngón tay cái. Đó có thể là những vân hình ngang, dọc, thẳng đứng, xếp liền kề hoặc đan xen nhau. Đường chỉ tay này cho biết về khả năng tích lũy và quản lý tiền bạc. Nếu các đường vân càng nhiều, sâu, đậm và rõ nét thì chứng tỏ chủ nhân có năng lực tài chính tốt, tích lũy ngày càng được nhiều tiền của, tài chính không ngừng thăng cấp, chất lượng cuộc sống nâng cao. Đường vân sủng ái. Một người bình thường thường có một đường định mệnh. Đường định mệnh là đường thẳng xuyên qua chính giữa bàn tay. Đường này bắt đầu từ phía cuối lòng bàn tay, gần cổ tay và chạy theo lòng bàn tay lên phần gốc các ngón tay. Theo các sách tướng pháp thuộc đường chỉ phụ chỉ về cuộc đời, một số người không có đường chỉ tay này, đường định mệnh liên quan đến sự nghiệp, công việc, tham vọng và định hướng cuộc đời của một người nào đó ngay từ thời thơ ấu. Nó cũng chỉ ra niềm tin và những khả năng của họ. Nếu một người mà nắm tới 3 đường định mệnh trong lòng bàn tay, ví dụ như trên hình thì gọi là đường sủng ái, cuộc đời người đó luôn nhận được sự yêu mến, giúp đỡ hết mình từ người khác. Cuộc sống và công việc của họ luôn gặp được quý nhân phù trợ nên thuận lợi đủ đường, đường công danh, sự nghiệp, rộng mở, thanh thang. Những người có đường sủng ái đúng như tên gọi, bất luận việc gì họ cũng luôn được yêu mến, được nhiều người sao cho những lợi ích. Và chỉ cần họ chú tâm cố gắng làm tốt và gặt hái thành quả, nhờ vậy họ thường thăng tiến rất nhanh. Tiền tài cũng như sự nghiệp đều nằm trong tầm tay của họ. Có điều họ thường gặp khó khăn trong việc tự mình đưa ra những quyết định quan trọng. Và nhiều khi do được hay ưu ái mà dễ bị ghen ghét, ám toán sau lưng, đường cổ côn trắng. Quan sát phía gốc ngón tay cái trên phần gò kim tinh xuất hiện đường chỉ tay vòng cung gọi là cổ côn trắng. Gò kim tinh là phần đường sinh mệnh chạy vòng quanh, gò này chủ về tình yêu, trực giác và sự thành công. Đường này, cổ côn trắng ở gò này là những đường vòng cung song song nằm vắt ngang qua phần bắp thịt. Đây là dấu hiệu của người có tố chất lãnh đạo và tài năng xuất chúng, thường đứng đầu trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt có tinh khí khó lòng chịu thua kém ai. Đây chính là chất xúc tác
thúc đẩy họ vươn lên mạnh mẽ, nhưng cũng là yếu tố xấu nếu không biết cầm chừng. Họ là những người sẽ đạt được thành công trong cuộc sống nhờ tài năng, kiên trì và nỗ lực. Dựa vào số đường có ở cổ tay cho thấy lượng tiền bạc có và sẽ có trong đời. Vì vậy, càng có nhiều đường này, bạn càng có nhiều tiền. Người ta cho rằng vòng thứ nhất tượng trưng cho sức khỏe và cuộc sống. Vòng cổ tay thứ hai, liền mạch, thì chứng tỏ sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc của một người. Vòng cổ tay thứ ba liên quan đến sự nghiệp và thành công của một người. Vòng cổ tay thứ tư là bình thường và hỗ trợ vòng thứ ba. Như vậy, càng nhiều vòng ở cổ tay chứng tỏ người đó thành công trong tất cả các mặt, hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Chỉ tay chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Họ là người giỏi giao tiếp, luôn trực nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất cứ mối quan hệ kinh doanh nào. Trên thực tế, đường bàn tay chữ M được hình thành từ các đường chỉ tay, tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết rằng số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, do đó nó trở thành dấu hiệu của người đặc biệt và những người tài nhất định. Đừng bao giờ có ý định đùa cợt với những người có đường chỉ tay chữ M vì họ có trực giác tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh. Và thường sau đó thì khó lòng lấy lại được niềm tin từ họ, cho dù họ đã tha thứ. Quý vị thân mến, thuật xem tay được coi trọng cả ở phương Tây và phương Đông từ thời cổ đại. Đến giờ vẫn được coi là một môn khoa học bí ẩn, thu hút sự quan tâm của tất cả chúng ta. Đường chỉ tay được xem là những thông điệp về tính cách và vận mệnh của con người. Từ đó, chúng ta nhận biết và có hướng điều chỉnh hoặc tìm cách cứu giải những hoạn nạn có thể xảy đến. Mỗi người có các đường chỉ tay khác nhau, không ai giống ai. Vì thế, giới khoa học đã luôn nghiên cứu và đúc kết các sự kiện trong lịch sử để tìm ra các bí ẩn đằng sau đường chỉ tay. Bên cạnh những đường chỉ tay biểu thị vừa sinh ra đã sướng, thì có những đường chỉ tay nếu ai sở hữu đường chỉ tay này sau khi trải qua nhiều thăng trầm thời thanh niên, ngoại ngũ tuần sẽ dễ phát tài, giàu sang, vinh hoa phú quý. Đường vân phượng nhãn. Phù tử nhãn thường xuất hiện ở đốt ngón tay đầu tiên trên ngón cái, dưới dạng hình tròn, xem tướng tay, đây còn gọi là vân phượng nhãn, vân mắt phượng. Quý tướng này báo hiệu chủ nhân của nó sẽ bén duyên với người đàn ông hoặc phụ nữ tốt, cả về tâm thế và điều kiện kinh tế. Bất luận nam hay nữ, nếu có phù tử nhãn đều có trí tuệ hơn người, vừa mưu trí lại hữu dũng, rất nhạy cảm trong kinh tế, tiền bạc. Họ thường mau lẹ tìm ra được những cơ hội tiềm năng ít người nhận thấy, nên thường dễ tiên phong đi đầu, gặt hái vận may trong các lĩnh vực tài chính. Qua tuổi trung niên, họ sẽ dễ thăng hoa về kinh tế, gây dựng được cơ nghiệp và điền sản nhiều người khao khát. Người nào đi theo con đường chính trị thì ngoại tứ tuần, hoạn lộ hanh thông, sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng ở chỗ làm và thường sẽ là người ở tầng lớp quản lý. Nếu thời trẻ tuổi, họ làm việc cần mẫn, chăm chỉ, mở mang mạng lưới quan hệ rộng rãi khắp nơi, thì càng lớn tuổi, họ càng gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Khi đó, chưa dám nói là danh vị song toàn, phú quý, vinh hoa, nhưng đạt đến mức độ giàu sang dư giả là hoàn toàn dễ dàng. Tất nhiên, trong quá trình phát triển sự nghiệp, người có đường chỉ tay này sẽ phải trải qua không ít thăng trầm vất vả. Nhưng chỉ cần kiên định, mạnh mẽ là ắt họ sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thành quả khi ấy còn ngọt ngào mà xuất sắc hơn những gì họ mong đợi. Đường chỉ tay đuôi phượng. Theo xem tướng mạo, đường chỉ tay đuôi phượng hay còn có thể gọi là đường chỉ tay tam xiên xuất hiện ở bàn tay của người trung thực, thẳng thắn. Trời ban cho họ thực lực hơn người, tài năng xuất chúng, nhưng lại lấy đi của họ EQ tinh tế, nên đôi khi trong giao tiếp họ hay phạm phải những lỗi không đáng có. Thường, người có đường chỉ tay đuôi phượng sẽ có thời trẻ tuổi bình dị, nhạt nhòa, dù cố gắng đến mấy cũng khó lòng thành công. Họ phải dày công gây dựng các mối quan hệ xã giao, miệt mài, kiên trì, cố gắng, nỗ lực, qua trung niên sẽ bắt đầu chuyển vận. Dự đoán, ngoại tứ tuần, họ sẽ gặt hái được những thành quả tuyệt vời, giúp cho sự nghiệp và hoạn lộ thăng hoa vượt bậc. Người làm kinh doanh chỉ cần đặt chữ tín lên làm đầu, sau vài năm, chưa cần đến ngũ tuần, ai sẽ tích được rất nhiều về kinh tế, ổn định và tăng trưởng nhanh chóng, bền vững. Điều hơn người của họ là ở chỗ
không cần phải chờ đợi sự xuất hiện của quý nhân phù trợ, họ sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Càng chơi đi nhiều, họ càng nhận lại những điều tốt đẹp bấy nhiêu, nên thành công của họ một khi đã tạo dựng sẽ rất lâu bền. Nếu người có được chỉ tay đuôi phượng này, nếu lòng bàn tay vuông vức, da rẻ hồng hào thì tài vận vãn niên càng có triển vọng. Một khi tài chính đã đi lên thì nhiều phương diện khác trong cuộc sống của họ cũng sẽ khởi sắc đáng mừng. Đường chỉ tay ngộ quý. Đường chỉ tay ngộ quý hay còn gọi là vân ngộ quý được đặt tên với hàm ý chủ nhân của bàn tay sẽ sớm gặp được quý nhân phù trợ. Nam hay nữ chỉ cần có đường chỉ tay này thì thường trẻ tuổi sẽ hiếu thắng, thích khám phá, ưa mạo hiểm và hành động bùng bột, sẽ chạy theo cảm xúc. Sự nghiệp của họ chính vì thế chịu ảnh hưởng không ít, thường ở chỗ làm họ sẽ ít gặt hái thành tựu, hiếm có cộng sự thân tín và không mấy khi được cất nhắc vào vị trí quan trọng vì không giành được sự tin tưởng của cấp trên. Đa phần, họ thường sinh ra trong gia đình nghèo khó hoặc không mấy dư giả về kinh tế. Sự nghiệp và hoạn lộ đều do bản thân họ gây dựng, tạo lập. Tuổi càng nhiều, sự chín chắn và trưởng thành của họ càng được nâng lên rõ rệt, thì độ tín nhiệm của người có đường chỉ tay ngộ quý sẽ càng được thăng hoa. Họ sẽ không phạm phải những lỗi lầm thường gặp như thời trẻ con, biết khống chế và kiểm soát cảm xúc của bản thân, tinh tế, nhanh nhạy khi nắm bắt thị trường. Một khi gặp được quý nhân phù trợ, hoạn lộ hanh thông thì ắt họ sẽ có những thay đổi đáng mừng trong công việc và sự nghiệp. Khi ấy, tiền bạc vinh hoa sẽ tự động tìm đến tới tấp, dồi dào, khiến họ giàu lên trong phút chốc. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.